những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Liên Hợp Quốc lên án Nga tấn công các cảng Ukraine. Ba Lan dồn quân về phía đông, Nga cáo buộc Warsaw tính đưa quân tới Ukraine. Mỹ bất ngờ cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong khi Nga tấn công khủng bố Odessa Nóng chiến sự, Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa cầu Crimea Nga bị đẩy lùi trên năm mặt trận, Ukraine khóa chặt quân Nga ở Bakhmut. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Thì Ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Liên Hợp Quốc lên án Nga tấn công các cảng Ukraine. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga vào các cảng biển đen của Ukraine và cảnh báo việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự có thể cấu thành hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Phát ngôn của Liên hợp quốc Stefan Dosarik nhấn mạnh: "Những cuộc tấn công này cũng đang có tác động vượt ra ngoài Ukraine. Chúng tôi đã thấy tác động tiêu cực đến giá lúa mì và ngô toàn cầu. Điều này gây tổn hại cho tất cả mọi người." đặc biệt là những người dễ bị tổn thương ở phía nam bán cầu. Nga đã làm trung chuyển thị trường ngũ cốc thế giới với sự leo thang ở Biển Đen, tiến hành cuộc không kích đêm thứ ba liên tiếp vào các cảng của Ukraine và đưa ra lời đe dọa đối với các tàu đang ở Ukraine. Kiev đáp trả bằng cách công bố các biện pháp tương tự đối với các tàu đến Nga hoặc lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng. Moscow đã mô tả các cuộc tấn công cảng là sự trả đũa cho cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu cổ Nga tới Crimea hôm 17 tháng 7. Các động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga từ bỏ một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn sang Biển Đen trong năm qua. Phái bộ Liên Hợp Quốc của Anh cho hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào thứ Sáu, 21 tháng 7 về hậu quả nhân đạo của việc Nga rút khỏi thỏa thuận Biển Đen. Việc Nga rút khỏi thỏa thuận hôm 17 tháng 7 cũng chấm dứt hiệp ước giữa Liên Hợp Quốc và Moskva. Trong đó, các quan chức Liên Hợp Quốc đồng ý giúp xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Liên Hợp Quốc cho biết, Moscow không còn thực hiện cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thực phẩm, dầu hướng dương và phân bón từ các cảng biển đen của Ukraine. Thêm vào đó, các cuộc tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine cũng làm trái với cam kết đó, Phát ngôn viên Dojarit lưu ý thêm, Tổng thư ký sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm rằng thực phẩm và phân bón của Ukraine và Nga có sẵn trên thị trường quốc tế như một phần trong những nỗ lực của ông ấy nhằm chống lại nạn đói toàn cầu và bảo đảm giá lương thực ổn định cho người tiêu dùng ở khắp mọi nơi. Ba Lan dồn quân về phía đông, Nga cáo buộc Warsaw tính đưa quân tới Ukraine. Nga cho biết Ba Lan đang xem xét thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực phía Tây của Ukraine thông qua việc triển khai quân đội tại đây. Theo hãng tin Sputnik, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga SVR Sergei Naryshkin vào ngày 21 tháng 7 cho biết, giới lãnh đạo của Ba Lan đang thúc đẩy tư duy kiểm soát các vùng lãnh thổ phía Tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội của họ ở đó. Tổng thống Putin đã chỉ thị cho người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga giám sát các kế hoạch của Ba Lan đối với Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo Ba Lan có kế hoạch thành lập một liên minh dưới vỏ bọc của NATO và can thiệp vào cuộc xâm lược của Ukraine để giành lại các vùng lãnh thổ lịch sử của họ. Ông Putin nói, đối với các nhà lãnh đạo Ba Lan, họ có thể mong đợi thành lập một liên minh trong NATO và can thiệp trực tiếp vào cuộc xâm lược ở Ukraine để sau đó giành một vùng đất lớn hơn, lấy lại vùng lãnh thổ lịch sử của họ phía tây Ukraine ngày nay. Cùng ngày, hãng tin BIP dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Ba Lan, Spigniew Hoffman cho biết, Ba Lan sẽ di chuyển các đơn vị quân sự về phía đông nước này để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Nga Quạch Nờ, lực lượng đang đóng quân ở nước láng giềng Belarus. Ông Hoffman nói rằng, quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius blaszak đưa ra sau khi phân tích các mối đe dọa có thể xảy ra do sự hiện diện của tập đoàn Gartner ở Belarus. Tuy nhiên, ông Huffman không cung cấp thêm chi tiết về quá trình chuyển quân của Ba Lan. Quan chức Ba Lan nhấn mạnh, về huấn luyện hoặc tập trận chung của quân đội Belarus và tập đoàn Gartner chắc chắn là một hành động khiêu khích. Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga vào cuối tháng trước, Gartner đã đạt được thỏa thuận để nhóm quân sự này chuyển sang Belarus. Ngày 11 tháng 7, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo khi Quaner đến và triển khai lực lượng huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, Minsk sẽ đặc biệt chú ý đến việc chia sẻ các kỹ thuật và phương pháp tác chiến mà lực lượng vũ trang Belarus đang sử dụng. Vào đầu tháng, Tổng thống Lukashenko nói rằng Minsk đã đề nghị cho Quaner sử dụng một số cơ sở đồn trú quân sự cũ của nước này từ thời Liên Xô, bao gồm căn cứ ở Oshibovichi, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km. Ngay sau khi thỏa thuận quát nơi chuyển đến Belarus được tiết lộ, các nước NATO đã bày tỏ lo ngại, nguy cơ bất ổn mới ở khu vực. Giới chức Ba Lan tuyên bố sẽ điều động thêm 500 cảnh sát nhằm tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus. Ba Lan là một trong những quốc gia viện trợ lớn cho Kiev kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Ba Lan đã trở thành một trung tâm chính để chuyển viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Ba Lan cũng là thành viên NATO đầu tiên tuyên bố chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Mỹ bất ngờ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trước, trong khi Nga tấn công khủng bố Odessa. Mỹ đã công bố thêm một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá tới 400 triệu USD, chủ yếu bao gồm pháo binh, tên lửa phòng không, và các phương tiện mặt đất. Hai trong số các quan chức giấu tên cho biết rằng Mỹ sẽ không gửi bom chùm trong gói hỗ trợ lần này. Theo các quan chức, gói viện trợ mới bao gồm một số xe bọc thép chở quân Stryker, thiết bị ra phá bom mình, đạn cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia Nassams, đạn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, vũ khí chống tăng bao gồm TOW và Javelin và đạn cho hệ thống phòng không Patriot và Stinger. Hiện các phiên trợ vẫn đang được lên kế hoạch và vẫn có thể thay đổi trong tương lai. Gói này sẽ được tài trợ bằng cách sử dụng cơ quan rút tiền của Tổng thống, cho phép Tổng thống Joe Biden chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Số vũ khí này sẽ đến từ hàng tồn kho dư thừa của Mỹ. Gói hỗ trợ an ninh này sẽ là gói hỗ trợ thứ 43 được Mỹ phê duyệt cho Ukraine kể từ năm 2022 cho tới nay, hiện Mỹ đã tài trợ hơn 41 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga nổ ra. Nóng chiến sự, Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa cầu Crimea. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu tấn công hợp pháp cho Ukraine vì Nga đã sử dụng cây cầu này để vận chuyển vũ khí. Tổng thống Zelensky phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen vào ngày 21 tháng 7 rằng Mục tiêu của chúng tôi là giành lại toàn bộ bán đảo Crimea, bởi vì đây là lãnh thổ thuộc chủ quyền của chúng tôi. Cầu Crimea không đơn thuần là một tuyến đường hậu cần, đó là tuyến đường để vận chuyển đạn dược và quân sự khóa bán đảo Crimea. Ông nhấn mạnh thêm, đối với chúng tôi có thể hiểu đây là một cơ sở của đối phương được xây dựng ngoài vòng pháp luật, luật quốc tế và tất cả các luật hiện hành. Vì vậy, dễ hiểu tại sao nó trở thành mục tiêu của chúng tôi. Tất cả mục tiêu nào liên quan đến chiến tranh đều phải bị vô hiệu hóa. Tại diễn đàn, ông Zelensky nói rằng tốc độ phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến do chiến dịch khởi động muộn hơn kế hoạch. Ông Zelensky lý giải, chúng tôi dự định tiến hành từ mùa xuân, nhưng lúc đó chúng tôi không có đủ đạn dược, vũ khí cũng như các lữ đoàn được huấn luyện bài bản để sử dụng vũ khí của phương Tây. Điều đó đã cho Nga thời gian để trải mình, xây dựng các tuyến phòng thủ, từ đó cản trở cuộc phản công của Ukraine. Mặt khác, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine vẫn tiến công và từng bước vô hiệu hóa các bãi mìn của Nga. Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và xây dựng cầu Kerch nối đất liền Nga với Crimea. Với chiều dài 19 km, đây là cây cầu dài nhất ở châu Âu và có ý nghĩa biểu tượng cũng như chiến lược đối với Moscow. Kể từ khi chiến sự Nga Ukraine nổ ra, Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các vụ tập kích. Vào tháng 10 năm ngoái, một vụ nổ bom xe trên cầu khiến cầu Crimea bị hư hại nặng. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc và gọi đây là hành động tấn công khủng bố. Thời điểm đó, Ukraine phủ nhận liên quan. Chỉ đến gần đây, Kiev mới bóng gió xác nhận. Đầu tuần này, Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine sử dụng hai xuồng tự sát để tấn công cầu Crimea vụ tập kích khiến hai người thiệt mạng và làm một nhịp cầu xảy xuống. Kiev không nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này. Song một số nguồn thạo tin nói rằng đây là một chiến dịch đặc biệt của cơ quan an ninh và hải quan Ukraine. Sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Thực tế, Điện Kremlin cho biết Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào hai thành phố cảng của Ukraine, gồm Odessa và Mykolaiv, năm đêm liên tiếp moscow cũng thông báo không gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen đây là thỏa thuận giữa nga và ukraine do liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ làm trung gian thỏa thuận nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu ra vào cảng của ukraine để tránh làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong thời gian chiến sự bất chấp những cảnh báo của moscow giới chức ukraine tuyên bố sẽ bằng mọi cách giành lại bán đảo crimea Nga bị đẩy lùi trên Nam Mặt Trận, Ukraine khóa chặt quân Nga ở Bạc Mất. Người Nga đã tiến lên trên Nam Mặt Trận, với 33 trận đụng độ diễn ra trên tuyển tuyến trong 24 giờ qua. Nhưng khi tiến công mặt trận Tabria, Moscow tổn thất gần hai đại đội do hỏa lực dữ dội từ quân đội của Ukraine, theo Prada. Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng, vào ngày 21 tháng 7, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn khác vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 3 tên lửa hành trình Kalif phóng từ biển, 4 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Iskander, 6 tên lửa hành trình Honest, 1 tên lửa hành trình Kh-59 và 1 tên lửa dẫn đường phòng không từ hệ thống phòng không S300. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thực hiện 12 cuộc không kích và tiến hành 29 cuộc tấn công bằng các hệ thống phóng tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine. Hậu quả là các kho chứa ngũ cốc ở miền nam Ukraine và các cơ sở công nghiệp đã bị phá hủy và hư hại. Ngoài ra, hơn 70 tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng khác cũng bị phá hủy và hư hại. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã khiến dân thường thiệt mạng và bị thương. Moscow bác bỏ cáo buộc nhắm vào dân thường. Trên chiến trường, Ukraine tuyên bố Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Kobayashi, Liman, Bakhmut, và Fomorinka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Trong suốt cả ngày, 33 cuộc đụng độ đã diễn ra trên tiền tuyến. Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao. Về phần mình, lực lượng không quân lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 13 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Ba trong số đó nhắm vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh cũng tấn công một nhóm nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như hai khẩu pháo ở vị trí khai hỏa và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Đặc biệt, lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố đang đẩy quân Nga ra khỏi mặt trận Tabria. Ông Oleksandr Tarnavsky, tư lệnh lực lượng tác chiến và chiến lược Tabria tuyên bố, binh lính của chúng tôi đang đánh bật đôi phương ra khỏi vị trí của chúng một cách có hệ thống. Chúng tôi đang tiến lên. Các đơn vị phong binh của lực lượng phòng vệ Ukraine trên mặt trận Tavdia tuyên bố đã thực hiện 1.316 lượt bắn, tổn thất của Nga lên tới gần hai đại đội. Ngoài ra, 24 đơn vị thiết bị quân sự của Nga cũng bị phá hủy, bao gồm một xe tăng, 16 xe bọc thép, hai liều pháo m b 2A65, một liều pháo 2S1, Vostika, một pháo Jason B, một súng cối 2S4 Tunepan và các phương tiện khác. Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân sự phía Đông Ukraine Svyatoslavsky ngày 21 tháng 7 cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng Ukraine đang tiến gần Bakhmut, tỉnh Donetsk, bằng cách sử dụng các chiến thuật mới để đánh bật quân đội Nga khỏi vị trí của họ. Báo cáo về tình hình ở Bakhmut, ông Svyatoslavsky nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành những bước tiến rất có tính toán và dần dần, vì chúng tôi không có lợi thế về lực lượng và nguồn lực so với đối phương. Ông Svyatoslavsky nói. Vì vậy, chúng tôi đang tận dụng tối đa khả năng cơ động, bao vây và nhiều cải tiến chiến thuật khác nhau để tiến công, đồng đều và tự tin, hạn chế thương vong ở mức tối thiểu cho nhân viên của chúng tôi. Vị quan chức Ukraine nhấn mạnh, lực lượng phòng vệ của Ukraine đang tiến hành trăm mét mỗi ngày, hàng km mỗi tuần và tin chắc rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ nói về hàng chục km. Ông cũng nhấn mạnh rằng, các chiến binh của Ukraine ở mặt trận mất tiếp tục duy trì thế chủ động và gây sức ép với quân đội của Nga. Những người đang bị khóa chặt trong thế phòng thủ tuyệt vọng. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, Tư lệnh lực lượng mặt đất tướng Oleksandr Sosky tuyên bố rằng các lực lượng của Ukraine tiến 500 đến 1.000 mét mỗi ngày ở mất Vị tướng Ukraine cũng khẳng định thêm rằng mọi điều kiện hiện đã được tạo ra gần mất để giải phóng thành phố. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.